hôm nay mình tổ chức cái giải đá cầu Rô Quan Môn Club mở rộng, giải thưởng dành cho người được giải nhất là dưới 1 tỷ đồng. Các bạn theo dõi nha. Lên kéo em, các em chưa kết thành luôn. Giải đá cầu mở rộng cúp câu lạc bộ Rô Quan Môn Club. Lọc giải khách rồi. Một tí. Và một người có quyền được 3 bát, nghe không? Ví dụ như là team em có 3 người đúng không? Mình em đỡ và thấp qua luôn. Ok, được không ạ? Đã đỡ bật thì chúng tôi đỡ hết. Giang mi không đá hả? Yeah.
5 phần rồi. Anh xâm chỗ không biết chơi đá cầu. Mấy rồi. Hai con gì rồi? Hai con.
chùi tới, chùi tới, chùi tới. Ôi, cái gì vậy? Chung kết rồi. Thiếu rồi. Bốn lưới, bốn không. Trời ơi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ôi, hay quá. Buổi đá cầu giải trí giao lưu của tranh cúp Lô Anh mở rộng đó, cũng bự gì nè đó, lâu lâu tranh gì đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip mình.